Dạ rồi, con xin phép chào cô nha. Dạ, cô chào con. Dạ vâng, cô có thể cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết cô tên là gì và đến từ đâu? Cô Nguyễn Thị Bông, sinh 1966, ở ấp Trung Lương, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Dạ, hôm nay cô về đây nhờ giúp đỡ gì đấy cô? Nhờ, cô về đây nhờ hội hiệp sĩ anh Hải giúp đỡ giùm cô tìm cháu giùm á. Là tìm con đúng không ạ? Cháu ngoại. Cháu ngoại? Ủa ba mẹ của bé đâu? Mẹ bé chết rồi. Ồ, thương vậy, còn ba? Ba thì đi lấy vợ khác rồi. Vậy là cháu ngoại là ở với cô? Ở với cô. Từ bé lâu cho cô? Ở từ nhỏ giờ. Vậy là mới sinh ra cái là? Ở với cô. Thương vậy trời. Cô nuôi được bao nhiêu năm rồi ạ? Cô nuôi thì hồi lúc ba mẹ còn sống với nhau thì cô cũng nuôi, tại vì mẹ ba mẹ đi làm thì cô cũng nuôi. Sau đó thì mẹ chết thì ba đi lấy vợ khác, thì từ cái chỗ mà mẹ chết thì cô nuôi em của bé nữa. Oh. Là nuôi hai chị em. Yeah. Rồi sau đó là bắt đầu là ba của em thì bắt đứa em của cháu đây đi, thì cô chỉ nuôi một mình bé thôi. Sao cái thời điểm đấy ba không dẫn cả hai đứa đi để nuôi mà sao bé không chịu đi? Bé không đi ha. Bé đi ở ngoài. Vậy là bé cương quyết là ở với ngoại. Ở ngoại. Và ba thì bắt đưa em đi. Đưa em đi. Chia cách tình chị em rồi. Ba hiện tại bây giờ là lấy vợ mới được bao nhiêu năm rồi? Lấy vợ mới thì mẹ chết vừa 2 năm mấy là ba lấy vợ rồi. Vậy ba có thường xuyên về thăm con không? Không. Có chu cấp cho con không? Cũng ở gần đó mà không có chu cấp, mà cũng không cho tiền, không có gì hết. Trời ơi. Không dòm tới. Nhẫn tâm vậy luôn ạ. Rất thương. Vậy là bé tới giờ phút này là bé bỏ đi cụ thể ngày nào cô? Bé bỏ đi ngày 1 tây tháng 10. Hôm nay là ngày 15, tức là 14 ngày rồi. Đúng rồi. Đi bé còn đi học không? Bé nghỉ học rồi, lúc học lớp 6 lên lớp 7 bé nghỉ học. Tại cô khổ quá, cũng có tiền cho cháu học. Cái điều này không trách cô, mà trách cái người gọi là sinh ra, đấng sinh thành là người cha, không có trách nhiệm với con, vô trách nhiệm. Giờ bé làm công việc gì cô? Bé ở nhà không có làm gì hết. Nhà dọn dẹp ha, nội trợ làm được cái gì làm. Còn ngoại thì đi làm gì, cô đi làm gì? Ngoại thì cũng đi làm vệ sinh như người ta, quét dọn nhà đây. Gọi là giúp việc, ô xin ha. Có bao giờ bé tâm sự buồn bã về cuộc đời của bé cho cô nghe không? Có bữa cô gây lộn với gia đình á. Gây lộn với gia đình ai? Gia đình của cô á. Dạ. Mấy bà chị với em, cô buồn cô đòi tự dặn. Thì bé nói, có nói câu này: phải chết rồi hoài chưa để tài sản gì cho con, mà hoài chết làm chi. Đó, chuyện vậy thôi. Bé từ trước cái lúc bé bỏ đi á, thì cô có la dạy gì bé không? Không. Bé có điều gì bất ổn không, bất thường không? Thì bình thường bé nó cũng ở nhà. Thì có mấy ngày thì có nói con có cái gì thôi, giờ bà cháu mình bây giờ là ở đây giúp việc thì người ta cũng ít kêu, thôi bà xã đi bán giấy số đi. Thì bé nó có nói là thôi con không bán đâu, nó thì con không bán rồi, con ở ngoài quậy bán cũng được đó. Thì nói chung là bé nó cũng hiền hậu lắm, tiền bạc thì nó cũng không có xài, nó cũng ở trong nhà vậy. Mình là cụ thể đang ở địa chỉ nào cô ha? Ấp Trung Lương, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Là mình ở đấy, là mình ở nhà hay là ở trọ? Ở trọ. Ở trọ ha? Ở trọ. Ô, cô không có nhà cửa cô gì hả? Cô không có nhà, cô ở trọ mười mấy năm nay à. Trời ơi. Cô, ông xã cô đâu? Cô không có ông xã. Ô vậy hả? Thế là cô ngày xưa cô cũng là mẹ đơn thân. Giờ bây giờ con gái thì không may thì không còn nữa. Giờ con là... gái cô cũng sinh. À. Cô thì có anh người con. Con nuôi à? Con nuôi, sinh ở dưới Bắc Ruộng á. Nuôi xong rồi gả chồng gả vợ thì nó lấy chồng ở Đồng Tháp Hùng Ngự. Cũng gả xong xuôi thì giờ nó có 2 đứa con rồi, nó bệnh, nó ung thư, nó chết. Rồi giờ cô cũng phải nuôi lại nó. Rồi cô còn đứa con trai mà bây giờ nó ở Đắk Lắk á. Con trai cũng con nuôi luôn hả cô? Con nguồn. Con nguồn. Mà bây giờ nói chung mình nuôi con bé này, nó ý nó nói sao mà kiểu như mình thương con bé mà không thương con của nó. Nó trách hờn mình này kia. Ghen tị ha cô? Ghen tị.
Rồi anh nói thôi con cũng thương mẹ đi, tại vì mẹ cũng nuôi chị hồi đó đến giờ rồi. Đó. Rồi bây giờ chị chết, bây giờ bỏ cháu cho ai cũng tội. Con trai của cô lớn chưa? Lớn rồi, nó sinh năm 90 á. 90. Đúng cho con trai của cô là không suy nghĩ như vậy, phải suy nghĩ thoáng hơn. Tại vì sao? Tại vì cháu của mình, cha thì vô tâm, mẹ thì không còn nữa, mình phải thương gấp nhiều lần hơn, chứ mình không có đi ganh tị gì hết cái điều đấy, đúng Ý không ạ? là cháu nó nghĩ là con Con nuôi hiểu mà mà, con hiểu. Nhưng đã là con thì mình đừng có phân biệt con nuôi hay là con ruột, đó. con nào chẳng là con, đúng không ạ? Tới giờ phút này thì bây giờ còn có hai bà cháu, Còn mà hai bây giờ nó đi còn có mình. hai giờ cháu đi là còn có bà. Mà bà hôm nay lặn lội từ Xuân Lộc về đây rất là xa, một quãng đường rất là xa, nghỉ hết công ăn việc làm để đi tìm cháu. Từ bữa cháu đi tới giờ 14 ngày rồi, đúng không ạ? 14 ngày Cô buồn không? buồn, nhưng mà có từng vừa rồi là nó điện về cho cô là 9 giờ 25 phút, nó có nói vậy nè: quậy ơi con qua bên Phú Quốc rồi, quậy đừng đi tìm con. Trời ơi. Thì con mới nói con ơi con đi với ai à, con về đi quậy chấp nhận, con có lấy ai à, con về đi quậy chấp nhận con, còn không quậy cũng nhớ con lắm, sống có hai bà cháu mà con bỏ đi con cũng nói quậy tiếng nào, thì thôi giờ con về đi. Rồi á là quậy thương con lắm. Rồi á con đừng có cúp điện thoại nha con, để cho quậy liên lạc, rồi từ đó nhờ cúp luôn đó. Nó nói nó qua bên đảo Phú Quốc. Thật sự rất buồn, thật sự câu chuyện của cô rất buồn. Trên cái video này cô có điều gì muốn tâm sự với cháu ngoại của cô không? Mời cô nói đi cho. Thì giờ quậy cũng mong thì con coi trên chương trình của ông Hải á, con về với quậy. Những chuyện gì hoài cũng tha thứ, không có nói gì con đâu, thì con về đi, con có lỡ thương ai thì dắt về hoài đồng ý luôn. Con về với hoài đi chứ hoài nhớ con lắm, nhớ con nhiều lắm. Nếu con gái có xem được cái video này, thấy ngoại của con lặn lội từ một quãng đường rất là xa để về đây nhờ các chú đội Yểm Sỉm người Thanh Hà đi tìm con, thì hy vọng rằng con đang ở phương trời nào đó, con hãy nhanh chóng quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Còn trường hợp mà con đang bị khống chế hoặc ép buộc làm những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật, thì con hãy bình tĩnh, con liên hệ với số của đội Yểm Sỉm người Thanh Hà 0913785858 để các chú có cách, có hướng, có kế hoạch để đưa con về đoàn tụ cùng với gia đình. Còn trường hợp mà con vẫn cứ mải mê ham chơi hoặc con buồn phiền một chuyện gì đó, thì hy vọng rằng con gái hãy nhanh chóng để quay trở về đoàn tụ cùng với bà ngoại. Bà ngoại, từ ngày mà con đi cho tới thời điểm hiện tại thì ngoại khóc rất nhiều, bởi vì chú rất là thương con. Không riêng gì chú mà tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng rất thương con, bởi vì cuộc đời và số phận con sinh ra và lớn lên không được như những đứa trẻ khác, không được may mắn. Cái điều đáng buồn đáng trách ở đây là ba của con, người ba vô tâm. Thì cái sự việc của cô thì anh em đội Yểm Sỉm Thanh Hải đã ghi nhận cô nha. Sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu ngoại, cũng như là anh em sẽ lên đường tìm kiếm thông tin, manh mối tin tức về cháu ngoại nhà mình. Thì cô có đồng ý cho tất cả các anh em đội Yểm Sỉm Thanh Hải đăng tải thông tin này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu ngoại mình không? Đồng ý. Dạ. Thì giờ cũng tôi cũng xin của anh đội hiệp sĩ anh Hải giúp đỡ cho tôi Dạ. đưa lên cộng đồng mạng giùm Dạ. để tìm cháu giùm. Tôi cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Giúp cô hoàn toàn miễn phí cô nha. Dạ rồi, con xin phép chào cô, chúc cô thuận lộ bình an Rồi khi về đến quê nhà cô nha. cô chào. Và đặc biệt sớm nhất niềm vui là cháu ngoại sẽ quay trở về. Rồi Cố gắng cô nha. cô cảm ơn rất nhiều. Dạ rồi, xin phép chào cô, xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng.